Thưa quý vị và các bạn, tin vui đối với tỉnh Hưng Yên, trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023, tỉnh Hưng Yên vươn lên xếp thứ 12 cả nước, là năm thứ 3 liên tiếp tăng hạng. Đối với chỉ số xanh cấp tỉnh PCI, Hưng Yên tăng tới 10 bậc, lọt vào top 5 cả nước. Đây là thông tin từ lễ công bố chỉ số PCI và PGI năm 2023 được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ USAID tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tham dự buổi lễ và lên nhận kỷ niệm chương cho địa phương trong top 10 chỉ số PGI toàn quốc. Đối với chỉ số PGI, năm 2023, Hưng Yên đạt tổng điểm 69,09, xếp thứ 12 cả nước, tăng gần 1,2 điểm và tăng 2 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hưng Yên có sự tăng điểm và tăng hạng chỉ số PCI. Trong bối cảnh điểm trung vi của cả nước năm nay tăng 1,44 điểm, tức là tất cả các địa phương đều có sự nỗ lực rất lớn trong cuộc đua chỉ số PCI, thì sự tăng điểm tăng hạng này của Hưng Yên cho thấy năng lực quản trị điều hành nền kinh tế của tỉnh tiếp tục có sự cải thiện rõ rệt, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Trước tiên là xin chúc mừng Hưng Yên đã có một năm có thể nói rất thành công về phát triển kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp cũng như nhân dân nhìn vào Hưng Yên những thời gian gần đây cũng đều rất là ngạc nhiên, quan sát thấy những sự chuyển động rất tích cực. Và điều đó đã được phản ánh ngay trong cái khảo sát đánh giá và báo cáo về PCI và PGI năm 2023. Chúng ta thấy đây là năm thứ 3 liên tiếp, Hưng Yên liên tục có sự thăng hạng và năm nay tiếp tục thăng 2 bậc, đứng thứ 12, tức là thuộc top đầu của quốc gia về môi trường kinh doanh, về chất lượng điều hành kinh tế. Trong 10 chỉ số thành phần, có 6 chỉ số của Hưng Yên tăng điểm so với năm trước, 4 chỉ số còn lại có sự giảm điểm nhẹ. 6 chỉ số có sự tăng điểm là chỉ số gia nhập thị trường, tính minh bạch, tính năng động của chính quyền tỉnh, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Có thể nói là trong những năm gần đây thì chỉ số PCI của Hưng Yên tăng rất là cao. Song hành với việc đó thì chính quyền địa phương cả vào cuộc tích cực, trong đó có cả hệ thống chính trị và nhân dân, thì cái tăng trưởng của Hưng Yên không những PCI không mà GDP của Hưng Yên tăng rất là cao, từ thu ngân sách rồi thu nhập bình quân đầu người. Cái kết quả này thì đó là sự phấn đấu nỗ lực của chính quyền địa phương làm sao để song hành và đồng hành với các doanh nghiệp. Tất cả những khó khăn của doanh nghiệp đều được phải tháo gỡ. Hai là khi mà các doanh nghiệp về tỉnh thì phải tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp. Hiện nay thì tỉnh nào cũng phấn đấu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để mời gọi, để thu hút đầu tư, thì tỉnh nào cũng thế, thì các tỉnh đều tăng thì mình cũng như thế, thì cái tăng này là phải thì nó rất là khó khăn, các cái điểm số rất cạnh tranh rất là khó khăn, thì mình phải có một cái gì đó đột biến cao hơn nữa. Khi doanh nghiệp về thì đầu tiên phải làm mặt bằng, thì tỉnh Hưng Yên sẵn sàng có mặt bằng, đó là các khu công nghiệp rất sẵn sàng chờ đợi mời gọi các doanh nghiệp. Hai là cái khâu là thủ tục hành chính, thì chúng tôi cũng chỉ đạo các ngành khi mà đầy đủ hồ sơ này thì trong ngày thì phải chính quyền địa phương để cấp cái chứng nhận đầu tư đó. Đấy, thì làm sao để cho các doanh nghiệp về Hưng Yên được thuận lợi nhất và thuận lợi hơn nữa. Đối với chỉ số xanh PGI lần thứ 2 được công bố, Hưng Yên đạt 24,59 điểm, xếp thứ 4 cả nước, tăng 10 bậc so với năm trước. Cả 4 chỉ số thành phần của Hưng Yên đều tăng điểm và có 3 chỉ số nằm trong top 10 cả nước là chỉ số giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai xếp thứ 9. Chỉ số thúc đẩy thực hành xanh xếp thứ 4 và chỉ số chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ xếp thứ 2. Tại buổi lễ, tỉnh Hưng Yên được tôn vinh trong nhóm 10 địa phương có chất lượng quản trị môi trường tốt nhất. Hưng Yên không chỉ có môi trường kinh doanh tốt mà còn khẳng định là rất quan tâm đến xu thế phát triển xanh để giữ vững một Hưng Yên xanh và giàu mạnh. Và với kết quả là đứng thứ 4 toàn quốc năm nay trong xếp hạng PGI thì có thể nói đây là một thành tích rất tuyệt vời. Mong rằng Hưng Yên của chúng ta sẽ tiếp tục vừa giữ được sự phát triển kinh tế, vừa giữ được môi trường, vừa giữ được hình ảnh một Hưng Yên xanh và thịnh vượng. Chủ trương của tỉnh là không thể đánh đổi kinh tế để lấy môi trường. Bởi lý do nếu mà chúng ta không bảo vệ môi trường hôm nay thì mai sau sẽ bỏ ra rất nhiều lần các kinh phí để xử lý môi trường đó. Khi mà môi trường không đảm bảo thì ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Và chính vì lý do đó thì chủ trương của tỉnh là đưa tất cả các doanh nghiệp về các khu công nghiệp và cụm công nghiệp để đảm bảo môi trường.
các khu công nghiệp và các công nghiệp trước khi hoạt động thì phải xây dựng được một cái khu xử lý nước thải trước, và rác thải thì phải được thu gom một cách hoàn chỉnh. Báo cáo BCI và BGI năm nay được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ gần 11.000 doanh nghiệp. Tỉnh Quảng Ninh năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng BCI và cũng xếp thứ nhất về chỉ số BGI. Năm nay, VCCI tiếp tục chỉ công bố top 30 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất nhằm giúp chia sẻ áp lực với các địa phương phía sau, khuyến khích sự tập trung và nỗ lực đối với nhóm dẫn đầu.